Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 100 đến chương 104. Chớp mắt đã qua hơn 10 ngày. Trong lòng núi, rừng đá ngầm dưới đất. Khẹt khẹt khẹt. Bóng dáng mười mấy con ngọc nhãn thạch hầu mơ hồ nhoáng lên giữa không trung. Chúng nó không ngừng nhảy nhót, phát động công kích mãnh liệt về phía Khương Nguyên. Nếu là trước đây, Khương Nguyên đã phải lùi lại không phải ngờ, nhưng bây giờ hắn lại chỉ đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, sừng sừng không rời. Mấy con khỉ đánh, tào căn xé trên người Khương Nguyên làm phát ra tiếng vang len keng, như thể chúng nó không phải đang vây đánh một người mà là một cây trụ cứng rắn bằng ngọc thạch. Một lớp ánh sáng bạch ngọc mờ mờ dán sát toàn thân Khương Nguyên. Lớp ánh sáng này tuy mỏng hơn ánh ngọc quang màu lục của ngọc bì cổ, thế nhưng lực phòng ngự lại cao gấp hai có thừa. Phòng ngự ngọc bì cổ tối đa chỉ có thể chống lại 16 con khỉ đồng thời tấn công, nhưng hiện tại một mình Khương Nguyên lại có thể đối mặt với hơn 30 con khỉ. Trên lôi đài, ta từng có thể phá vỡ phòng ngự ngọc bì cổ của Khương Chính, nhưng nếu Khương Chính sử dụng bạch ngọc cổ này thì cho dù ta đánh gãy xương tay cũng không phá được phòng ngự đó. Khương Nguyên suy nghĩ trong lòng, đồng thời cũng chia ra một luồng tinh thần chú ý nguyên hải trong không khiếu. Trong biển chân nguyên xích thiết, bạch ngọc cổ chìm dưới đáy, thời khắc hấp thu chân nguyên, mặt ngoài tỏa ra ánh ngọc quang màu trắng mờ mờ, giống như một cái bóng đèn. Mỗi khi mấy con khỉ công kích Khương Nguyên một lần, mặt ngoài bạch ngọc cổ giống như viên đá cuội này cũng sẽ hơi lóe sáng. Cùng lúc đó Khương Nguyên cảm giác được tiêu hao chân nguyên cũng tăng nhanh hơn một chút. Phòng ngự của Bạch Ngọc cổ cũng giống Ngọc Bì cổ, đều cần liên tục rót chân nguyên vào. Hơn nữa thừa nhận công kích càng nhiều, tiêu hao chân nguyên càng mạnh, Khương Nguyên tổng kết trong lòng. Đồng thời, hắn bỗng dưng triển khai phản công. Quyền đấm cước đá, gió cuốn bụi mù, chiêu thức của hắn đơn giản lại tàn nhẫn, tư thế hành động sắc bén. Bạch Thỉ cổ tuy biến mất nhưng năng lực mà nó mang đến cho Khương Nguyên vẫn còn trong cơ thể hắn mấy con khỉ không ngừng bị Khương Nguyên đánh chúng, con thì bị đá bay, văng vào trên cột đá. Con thì trực tiếp bị giết chết ngay giữa không trung, sau đó biến thành đá rơi xuống mặt đất, cơ thể chia năm xẻ bảy. Hơn nữa, trong lúc Khương Nguyên vung tay, Nguyệt Nhận cũng từng mảnh từng mảnh bay ra ngoài, giống lưỡi hái tử thần, gạt lấy sinh mệnh của đám khỉ. Dưới sự thúc dục của chân nguyên xích thiết, mỗi một kích của nhất chuyển nguyệt quang cổ đều tạo thành hiệu quả công kích lớn nhất cho đám khỉ. Khẹt khẹt, mấy con khỉ hoảng sợ kêu to không ngừng lui về phía sau. Khương Nguyên chỉ phản kích trong chốc lát nhưng phần lớn chúng nó đã diệt vong, chỉ còn lại 5-6 con. Khương Nguyên lại giết thêm một con nữa, rốt cuộc mấy con khỉ còn lại cũng sụp đổ, kinh hoàng tán loạn trốn vào sâu trong rừng đá. Khương Nguyên cũng không đuổi theo mấy tên tàn binh bại tướng này mà tiếp tục đi tới, thâm nhập vào trung tâm rừng đá. Mấy ngày nay hắn đều cố gắng tìm kiếm manh mối bước tiếp theo của truyền thừa. Theo việc không ngừng tìm kiếm, Khu vực vòng ngoài rừng đá hắn đều đặt chân qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Khương Nguyên cũng đã hiểu ra, mơ hồ đoán được ý nghĩ của túy tiểu hành giả. Hắn cho rằng, manh mối bước tiếp theo rất có thể là được túy tiểu hành giả bố trí ở chỗ trung tâm của khu rừng đá này. Càng đi vào sâu trong rừng đá, cột đá càng lớn, đám khỉ sinh sống bên trong cũng càng nhiều. Khương Nguyên vừa đi vừa nhìn ra xa xa, ở trung tâm rừng đá có một cây cột đá to lớn nhất, dù là hơn 10 người trưởng thành nắm tay ôm lại cũng không ôm hết cây cột đá này chính là mục đích tiếp theo của hắn. Thế nhưng càng thâm nhập vào trong, quy mô đàn khỉ càng lớn, độ khó tất nhiên cũng càng cao. Khương Nguyên bước ra một bước mấu chốt, đạp vào vòng cảnh giới của bầy khỉ. Khẹt khẹt khẹt. Mỗi cái hốc đen trên cột đá lập tức chui ra một con ngọc nhãn thạch hầu đang tức giận, tất cả chừng trên trăm con cùng lúc bổ nhào về phía Khương Nguyên. Khương Nguyên xoay người bỏ chạy. Đồng thời đối mặt với nhiều con khỉ tấn công như vậy, ngay cả khi có bạch ngọc cổ thì hắn cũng không chịu được đàn khỉ truy kích Khương Nguyên một hồi, sau đó lần lượt có con buông tha, quay trở lại. Dân ra chỉ còn lại ba mươi mấy con khỉ theo đuôi ở phía sau. Khương Nguyên thấy thời cơ chín mùi liền xoay người chiến đấu. Sau một trận đánh giết, chỉ còn lại một vài con cuống quýt chạy trốn, ngay cả hốc đá ban đầu cũng không dám trở về. Cứ như vậy qua vài lần, Khương Nguyên chém giết hơn một trăm con khỉ, suốt dọc đường chỗ nào cũng có thể thấy những hòn đá do những con khỉ vỡ vụn ra tạo thành. Chân Nguyên không đủ rồi, Khương Nguyên thoáng kiểm tra Nguyên Hải, thở dài một hơi, đành phải ngừng bước tiến. Nếu là trước kia thì hắn đã sớm dùng nguyên thạch tiến hành khôi phục cấp tốc. Thế nhưng từ sau khi hợp luyện Bạch Ngọc Cổ, hắn thiếu nguyên thạch trầm trọng, có thể nói là kinh tế đã hoàn toàn tan vỡ. Khương Nguyên nhặt lên từng viên từng viên nhãn cầu ngọc thạch rơi rải rác trên mặt đất, bỏ vào trong túi. Hẳn là ngay dưới cây cột đá ở trung tâm, thế nhưng muốn đến đó, ta phải đả thông ra một con đường. Loại cảm giác này của hắn càng ngày càng mạnh, Cuối cùng Khương Nguyên nhìn lại một lần rồi mở cửa đá, trở về gian mật thất thứ hai. Ở góc tường mật thất chất đống một ít thứ linh tinh. Trong đó có một cái túi gai đựng mấy trăm viên ngọc nhãn cầu, Khương Nguyên nó mở ra, đổ hết toàn bộ ngọc hôm nay thu hoạch được vào trong. Những viên ngọc va chạm vào nhau phát ra tiếng vang trong vắt. Còn có một cái túi gai khác, bên trong đựng nanh lợn rừng, nhưng bây giờ Khương Nguyên đã không cần đi săn giết lợn rừng nữa. Hắn dùng bạch thủy cổ và ngọc bì cổ hợp luyện thành công ra bạch ngọc cổ, Bạch thì cổ biến mất, khiến cho nhu cầu về thịt lợn của hắn giảm xuống số 0. Bạch ngọc cổ mới ra đời này càng có thiên hướng về phía ngọc bì cổ, thức ăn cũng là ngọc thạch. Mỗi 10 ngày ngọc bì cổ phải nuốt hai lượng ngọc thạch, mà bạch ngọc cổ thì mỗi 20 ngày phải cho ăn 8 lượng ngọc thạch. Thông thường, cổ trùng càng cao cấp, khoảng cách thời gian hấp thu thức ăn lại càng dài. Phần lớn cổ trùng nhị chuyển đều hơn nửa tháng, cổ trùng tam chuyển thì sẽ hơn một tháng. Dĩ nhiên cổ trùng càng cao cấp sức ăn cũng sẽ tăng nhiều hơn. Tính bình quân ra, chi phí nuôi bạch ngọc cổ còn nhiều hơn ngọc bì cổ và bạch thỉ cổ cộng lại. Thế nhưng đối với Khương Nguyên mà nói, hắn đã có khu rừng đá dưới lòng đất này, hoàn toàn không thiếu ngọc thạch. Hơn nữa không cần thịt lợn, hắn không phải giết lợn rừng nữa, chuyện này giảm bớt được rất nhiều phiền phức cũng như tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho hắn. Quấn miệng cái bao gai nhỏ lại, Khương Nguyên nhặt túi nước ra châu bên cạnh lên. Túi nước phình to, bên trong chứa đầy rượu mật ong hoàng kim từ mấy ngày trước khương nguyên đã nhờ vào ngọc bì cổ mà chống lại tấn công của ong hoàng kim sau đó thu thập được đủ số rượu mật từ trong tổ ong nguyên thạch trên người ta bây giờ chỉ còn lại hai khối rưỡi đã đến lúc đi đến nội vụ đường giao trả nhiệm vụ gia sản khương nguyên cất túi nước da trâu vào trong ngực sau đó quay về đường hầm ngầm ra khỏi khe đá trở ra bên ngoài lúc này mới là hoàng hôn buổi hoàng hôn trong ngày đông khí trời quang đãng cũng không hề có cảm giác lạnh lẽo. Ánh chiều tà tỏa ra màu đỏ cam ấm áp, những tia nắng mỏng mang xuyên thấu qua tán cây tùng, chiếu xuống vùng núi đồi. Một đường độc hành, hắn đi về sơn trại. Chỉ có điều Khương Nguyên cũng không có đi thẳng về phía trước mà cố ý đi vòng vòng mấy đường, giảm bớt xác suất hang động trong khe đá bị phát hiện. Trước đây, lúc còn ở trong học đường, hắn chỉ có thể lén lén lút lút đến vào buổi tối. Nhưng bây giờ Khương Nguyên đã tấn thăng nhị chuyển rồi, Ba ngày tự do xuất nhập cũng không khiến ai nghi ngờ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do bốn người bệnh xà đã chết, để cho Khương Nguyên một mình một người, giảm bớt đi một phần ràng buộc. Thách thức duy nhất chính là, Khương Nguyên hiện giờ chỉ có một mình, bên cạnh không có tổ viên hỗ trợ. Sau này hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc mỗi tháng ít nhất một lần, như vậy hắn át phải càng khó khăn hơn. Đến hiện tại, sau khi trải qua thú chiều nhỏ, việc lập lại các tiểu tổ đã hoàn thành, Khương Nguyên đã bỏ lỡ thời cơ rồi hơn nữa cũng vì danh tiếng của mình mà khương nguyên đã bị những cổ sư khác ngấm ngầm xa lánh hắn muốn gia nhập vào tiểu tổ khác cũng không dễ dàng xa lánh thì xa lánh đi ta càng tự do bên ngoài hơn ánh mắt để ý tới ta càng ít thì ta càng có lợi về phần nhiệm vụ mỗi tháng của gia tộc đều là bắt buộc ta tất nhiên phải nhận rồi nhưng mà nghĩ đến đây đôi mắt khương nguyên lóe lên tia nhìn lạnh lẽo hắn đã sớm có dự định với chuyện này phía gia tộc bắt buộc cổ sư mỗi tháng ít nhất phải nhận một nhiệm vụ nhưng lại không bắt buộc nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Không làm được nhiệm vụ, đánh giá sẽ thấp xuống. Đây gần như là chuyện không cổ sư nào muốn thấy, cho nên bọn họ đều dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Thế nhưng đối với Khương Nguyên, thứ gọi là đánh giá này thì tính là gì chứ? Tiến bước vào trong sơn trại, trên đường cái lót đá xanh, người đi đường nối liền không dứt. Thường thì lúc này chính là cao điểm của dòng người. Các cổ sư hoàn thành xong nhiệm vụ, mang theo thương tích, nhếch nhác quay về sơn trại nông dân làm việc cả ngày bàn chân đầy bùn đất kéo cơ thể mệt mỏi lặng lẽ mà đi trên thế giới này cuộc sống con người cũng không dễ dàng gì đều mang theo chua xót và đau khổ a à, đồ chơi của con trong đám đông một đứa bé gái kêu lên đuổi theo con quay con quay vừa vặn lăn đến dưới chân của khương nguyên đứa bé gái cũng đụng vào trên chân hắn té ngã trên mặt đất thật xin lỗi thật xin lỗi đụng phải cổ sư đại nhân xin ngài thứ tội Cha của đứa bé vội vàng chạy đến, nhìn thấy phục sức của Khương Nguyên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông ta kéo đứa bé gái quỳ xuống tại chỗ, không ngừng dập đầu với Khương Nguyên. Đứa bé sợ đến phát khóc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt trắng trẻo. Phạm nhân bên đường thấy cảnh này đều đi vòng qua, tránh ra hai bên trái phải. Một vài cổ sư lạnh lùng nhìn sau đó lại nhanh chóng rời ánh mắt. Đừng khóc nữa, đồ thứ gây họa. Người cha vừa sợ vừa giận, Vung tay tát một cái lại bị Khương Nguyên đưa tay bắt lại, không thể nhúc nhích được nữa. Chỉ là một chuyện nhỏ, không cần lo lắng." Khương Nguyên cười nhàn nhạt, nhạt, đưa tay sờ đầu đứa bé gái, nhẹ nhàng an ủi, "Đừng sợ, không có chuyện gì." Đứa bé gái ngừng thút thít, ánh mắt ngập nước ngước nhìn Khương Nguyên, nghĩ rằng đại ca ca trước mắt này thật là dịu dàng. "Tạ ơn đại nhân khoan dung, tạ ơn đại nhân khoan dung." Cha đứa bé gái mừng đến chảy nước mắt, không ngừng dập đầu với Khương Nguyên. Khương Nguyên tiếp tục đi căn phòng mà hắn thuê cách ngay đó không xa. Mà dưới căn lầu trúc ấy, cổ nhật đống thổ đang đứng, từ xa xa mà nhìn về phía Khương Nguyên, hiển nhiên là đang đợi hắn. Dựa vào năng lực của cổ nhật đống thổ tất nhiên sẽ điều tra ra được nơi ở của Khương Nguyên. Ngày hôm nay ông ta hiếm khi mà mặc vào võ phục của cổ sư, trên chân có xà cạp, bên hông thắt đai lưng màu đỏ, dáng vẻ ngăn nắp sạch sẽ, thể hiện ra một dáng vẻ uy nghi. Ông ta nhìn Khương Nguyên đang chậm chậm đi đến, mắt liếc nhìn vào đai lưng của người thiếu niên này, trong lòng không khỏi cảm khái. Chỉ có tư chất loại bính mà cũng đột phá đến nhị chuyển ở tuổi 16, quả thật là ngoài dự đoán của mọi người. Thật không biết làm sao hắn trùng kích thành công. Tuy nhiên, tốc độ nhanh như vậy, phần lớn công lao cũng thuộc về tử trùng thôi. Đáng tiếc, đến nhị chuyển sẽ không thể sử dụng tử trùng nữa. Ngay sau đó, ông ta lại thấy khóe miệng Khương Nguyên đang cười cười. Nụ cười này lại làm cổ nhật đống thổ lạnh lẽo trong lòng. Sau đó, một cơn giận bốc lên đầu, tiểu tử này, ung dung như vậy, là vì nghĩ ăn chắc ta rồi sao? Khương Nguyên thong thả đi đến đứng trước mặt cổ nhật đống thổ, hắn biết đối phương nhất định là tìm đến mình. Quả nhiên, cữu phụ cổ nhật đống thổ mở miệng nói, Khương Nguyên, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện một lát. Nói về chuyện gì? Khương Nguyên nhớ mày. Cổ nhật đống thổ cười cười, lại đổi đề tài, ngươi biết không, ta và ngươi khác nhau, ta 15 tuổi thì đã xuất đạo. Khi đó chính là lúc gặp phải lang Triều, cổ sư tử thương hàng loạt, dưới tình huống bắt buộc, những học viên chúng ta phải tốt nghiệp. Ta có tư chất loại ất, 16 tuổi đến đến sơ dai, 17 tuổi cao dai, 18 tuổi đỉnh phong. Thời điểm 19 tuổi, ta đã bắt đầu trùng kích tam chuyển, ta cho là mình có thể tấn thăng đến cổ sư tam chuyển vào 20 tuổi. Ha ha ha, ta ngông cuồng, không coi ai ra gì, luôn cho là mình có thể làm được tất cả, thậm chí không gì làm không được, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Ngay vào năm 20 tuổi, ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bị một vị cổ sư hùng ra trại đánh bại. Lúc đó ta trọng thương gần chết, may mà gia lão dược đường tự mình xuất thủ mới nhặt về được một cái mạng. Nhưng từ sau đó, tư chất của ta bị phế bỏ, rơi xuống loại bính, ta không gượng dậy nổi tròn 8 năm. Vào ngày sinh nhật lần thứ 29 của mình, ta bắt đầu xem xét mình và thế giới này. Ta phát hiện, sức mạnh của một người là có hạn. Ngay cả khi ta tấn thăng tam chuyển thì sao chứ? Người sống trong xã hội này, quan trọng nhất không phải là thực lực cá nhân, mà là quan hệ giao tế với những người khác. Vào lúc 30 tuổi ta bắt đầu cất bước một lần nữa, lúc 45 thì lui về tuyến hai. Trong thời gian này, hơn mười mấy lần ta được hàng trăm vị cổ sư ký một lá thư muốn đề cử ta làm gia lão. Tuy ta chỉ có tu vị nhị chuyển đỉnh phong, cả đời cũng không thể bước thêm một bước nữa, thế nhưng cũng không cần thiết. Ta đã có được thành công, tộc nhân gọi ta là ẩn gia lão. Tuyệt đại đa số người cùng thế hệ với ta đều đã chết, mà ta lại vẫn sống rất yên ổn đối với những cổ sư còn đang sông pha bên ngoài, lực ảnh hưởng của ta vẫn còn như trước. Thao thao bất tuyệt đến lúc này, cổ nhật đống thổ mới quay lại chuyện chính. Ông ta nhìn Khương Nguyên, khóe miệng cong lên, Khương Nguyên, ngươi còn quá trẻ, vừa bước vào đời, cũng giống như ta năm đó. Cho rằng cái gì mình cũng có thể tự quyết, chuyện gì mình cũng có thể hoàn thành. Ha ha. Cổ nhật đống thổ lắc đầu, tiếp tục nói, thế nhưng khi cuộc đời ngươi trải qua nhiều chuyện một chút, ngươi sẽ hiểu, con người rốt cuộc vẫn là một thành viên của xã hội, không phải là dã thú độc hành đôi khi cuộc đời cần có cúi đầu và nhượng bộ quá khích và cực đoan bướng bỉnh và huyên hoang tất cả chỉ đưa đến cô lập và hủy diệt ta tin bây giờ ngươi đã thấy rồi không có một tiểu tổ nào tiếp nhận ngươi người xung quanh đều bài xích ngươi cho dù ngươi nhận được nhiệm vụ phân ra thì sao ngươi đã là một kẻ cô độc tuyệt đối không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ ngươi từ bỏ đi thôi khương nguyên nhà nhạt, nhạt nhìn người đàn ông trung niên trước mắt này nét mặt hoàn toàn bình tĩnh nếu biết mình từng trải qua một cuộc đời 500 năm, không biết ông ta sẽ có biểu cảm ra sao đây. Nghĩ đến đây, trong mắt Khương Nguyên không khỏi toát lên ý cười. Trên thực tế, ý nghĩ của cữu phụ cũng là quan niệm cuộc sống của hắn trong một khoảng thời gian rất dài. Chính vì vậy nên hắn sáng lập ra huyết dực ma giáo, dựa vào quy chế và nhân tâm, dốc hết sức lực mà tạo ra một thế lực khổng lồ, một lời nói vạn người hô ứng, chiếm đoạt tài nguyên, chống lại cường địch. Nhưng mà sau khi hắn đột phá đến lục chuyển, hắn thấy được quang cảnh hoàn toàn khác biệt cổ sư trong ngũ chuyển là phàm lục chuyển là tiên khi hắn đứng ở độ cao này nhìn lại cuộc đời một lần nữa hắn chợt bừng tỉnh thế lực khổng lồ quả thực là trợ thủ của hắn nhưng đồng thời nó cũng là một liên lụy và trói buộc to lớn bất kể là thế giới nào người chân chính đáng tin nhất chỉ có một đó là bản thân chỉ là người đời thường hay yếu mềm trung quy là con người không chịu được hiu quạnh không chịu nổi cô độc thích đuổi theo tình thân tình bạn Tình yêu để điền khuyết vào tâm hồn mình, say mê tập thể, sợ hãi sự lẻ loi. Một khi thất bại, bọn họ trốn vào trong tập thể, kể khổ với người thân bạn bè, dốc hết tâm sự với bằng hữu, không dám cô độc mà đối diện và sợ hãi và thất bại. Có đau khổ thì bận bịu chia sẻ, có vui sướng thì nóng lòng khoe khoang. Cổ Nhật Đống thổ thành công sao? Không thể nghi ngờ, ông ta thành công. Ông ta không thể đi nổi trên con đường ban đầu nữa, đổi một con đường khác, ông ta bước vào một khung trời mới. Nhưng ông ta cũng là một kẻ thất bại. Ông ta vì một thất bại mà cúi đầu, ông ta chẳng qua là một kẻ nhu nhược, lại đang vì sự trốn tránh của mình mà dương dương tự đắc. Cổ Nhật Đống thổ đương nhiên không biết Khương Nguyên đã nhìn nhận ông ta là một kẻ hèn nhát. Thấy Khương Nguyên vẫn không nói gì, ông ta còn tưởng rằng Khương Nguyên đã bị lời của ông ta trấn nhiếp. Ông ta tiếp tục nói, "Khương Nguyên, ngươi không phải là Khương Chính, vậy ta nói thẳng. Nếu như ngươi có thể từ bỏ ý định thừa kế gia sản thì ngươi có thể đạt được tình hữu nghị của ta." các mối quan hệ của ta, ngươi đều có thể sử dụng. Hơn nữa, ta còn có thể bồi thường cho ngươi một nghìn khối nguyên thạch. Ta biết gần đây ngươi túng quẫn, ngay cả tiền thuê phòng cũng khất nợ hai ngày rồi. Khương Nguyên cười nhạt, mở miệng nói, cứu phụ đại nhân, y phục này không thường mặc sao. Cổ nhật đống thổ sừng sốt, không ngờ Khương Nguyên lại đột nhiên nói về đề tài này. Nhưng mà quả thật Khương Nguyên nói không sai, ông ta đã thoái ẩn rất lâu rồi, bộ trang phục này vẫn xếp dưới đáy hỏng. Hôm nay tới gặp Khương Nguyên, ông ta cố ý mặc bộ này chính là vì tăng sức thuyết phục và uy hiếp cho mình. Khương Nguyên thở dài một hơi, đánh giá bộ quần áo của cổ nhật đống thổ, chậm chậm nói, y phục cổ sư làm sao sạch sẽ chỉnh tề như vậy. Nó phải dính mồ hôi, bùn lầy và máu tươi, nó phải rách nát, như vậy mới có mùi vị của cổ sư. Ông đã già rồi, cữu phụ đại nhân, hùng tâm trang trí của ông cũng đã mất từ khi còn trẻ. Cuộc sống an nhàn mấy năm nay đã bào mòn cái tâm của ông. Ông tranh đoạt gia sản không phải vì tu hành mà vì duy trì cuộc sống giàu có. Chỉ bằng vào loại tâm tính này, làm sao ông có thể ngăn được ta? Sắc mặt cổ nhật đống thổ lập tức trở nên tái nhợt, trong lòng ông ta bỗng dâng lên một cơn tức giận. Trên thế giới này, luôn sẽ một đám người già. Bọn họ giao bán ra xung quanh kinh nghiệm xã hội, cho rằng lý tưởng của người khác là hoang tưởng, cho rằng nhiệt huyết của người khác là cuồng vọng, cho rằng kiên trì của người khác là bướng bỉnh. Bọn họ giáo huấn hậu bối để tìm kiếm cảm giác ưu việt và cảm giác về sự tồn tại của mình. Không nghi ngờ chút nào, cổ nhật đống thổ chính là người như vậy. Ông ta muốn dạy dỗ Khương Nguyên, nhưng thật không ngờ, Khương Nguyên không chỉ không nghe theo, khuất phục ông ta mà ngược lại lại dạy dỗ ông ta một trận. Khương Nguyên, ông ta quát lên, ta thân là trưởng bối của ngươi, có ý tốt khuyên gian ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu như vậy. Hừ, ngươi đã một lòng chống đối lại ta thì tới đi. Không ngại nói cho ngươi biết, Nội dung nhiệm vụ phân gia của ngươi ta đã biết từ lâu. Người trẻ tuổi, không biết trời đất dày. Ha ha, ta cũng muốn nhìn xem ngươi hoàn thành nhiệm vụ này thế nào. Khương Nguyên cười nhạo, lúc này cũng không cần phải che giấu là gì. Thế nào thì mâu thuẫn cũng không thể hòa giải, không ngại cứ thưởng thức thử biểu cảm đặc sắc kế tiếp của Cổ Nhật Đồng thổ. Ngay sau đó, hắn lấy túi nước ra châu ra, mở nắp, một ít hương vị ngọt ngào đặc hữu của rượu mật bay ra. Ông nghĩ trong đây là cái gì? Hắn nói. Cửu phụ cực kỳ hoảng sợ, trái tim như muốn chìm vào đáy cốc. Làm sao có thể như vậy? Ngươi lấy được rượu mật từ đâu? Ông ta giống lên, gương mặt hiện vẻ kinh sợ khó có thể tin. Khương Nguyên không để ý đến ông ta nữa, hắn đậy nắp lại, cất túi nước lại vào ngực rồi bước về phía nội vụ đường. Cửu phụ đổ mồ hôi lạnh, tâm tư trong đầu quay cuồng. Nó lấy rượu mật từ đâu? Ta đã sắp xếp, chỉ cần nó tìm đến tiểu tổ khác thì ta sẽ nhận được tin tức trước tiên lẽ nào nó hoàn thành một mình ư không chuyện này làm sao có thể nó không có cổ trùng phòng ngự nhất định là có người trợ giúp nó không đúng việc quan trọng bây giờ không phải là tìm ra nguyên nhân là gì tiểu tử khương nguyên này đã có rượu mật hắn muốn đi giao nhận nhiệm vụ nghĩ đến đây trong lòng cổ nhật đống thổ đã hoàn toàn hoảng loạn không còn đâu vẻ ung dung vừa rồi ông ta bước nhanh mà đuổi theo khương nguyên khương nguyên ngươi chờ một chút chuyện gì cũng có thể thương lượng mà Khương Nguyên không nói gì, tiếp tục đi, cổ nhật đống thổ cũng chỉ có thể lẽo đẽo bên cạnh hắn. Một nghìn khối nguyên thạch không được thì hai nghìn khối, cổ nhật đống thổ không ngừng tăng giá. Khương Nguyên không thèm để ý nhưng thật ra trong lòng lại bắt đầu có hơi mong đợi. Cổ nhật đống thổ sốt ruột như vậy, liên tiếp tăng giá, xem ra gia sản nhất định rất đáng giá. Cổ nhật đống thổ sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi. Ông ta thấy Khương Nguyên không phản ứng chút nào, gương mặt bắt đầu giữ tợn, gằn giọng uy hiếp, Khương Nguyên, ngươi cần phải biết cho rõ. Ngươi đắc tội ta thì sẽ có kết cục gì? Hừ, sau này nếu ngươi có khuyết tay thiếu chân gì cũng đừng trách cữu phụ ta vô tình. Khương Nguyên cười ha ha một tiếng. Cổ nhật đống thổ này thật đúng là một người đáng thương, bị quy củ trói buộc, rõ ràng túi nước gần trong gang tấc nhưng lại không dám cướp đoạt. Nhát gan như vậy mà còn muốn tranh đoạt lợi ích, sao có thể thành công đây? Cầu phú quý trong hiểm nguy, cho dù là thế giới nào, muốn có được thứ gì thì nhất định cũng phải trả giá thật lớn. Khương Nguyên, ngươi đừng tưởng rằng lấy được gia sản rồi là có thể mọi việc êm đẹp. Ta cho ngươi biết, ngươi vẫn còn rất trẻ tuổi, không hiểu được cái gì là xã hội, cái gì là hiểm ác. Cổ nhật đống thổ gần giọng giống lên bên cạnh Khương Nguyên. Khương Nguyên lắc lắc đầu không để ý đến ông ta, dưới ánh mắt trợn trừng giận dữ ông ta, hắn bước vào trong nội vụ đường. Đối với cữu phụ này, hắn thật ra vẫn chưa đến mức nói là cam hận, thậm chí còn không có chán ghét. Người như vậy hắn đã gặp nhiều rồi, cũng có thể hiểu được những người này nếu như nguyên thạch của khương nguyên đầy đủ có thể trèo chống việc tu hành hắn thậm chí sẽ không tranh đoạt gia sản này chẳng qua là một món lợi nhỏ cho cữu phụ thì sao hắn sống lại là vì cái gì không phải vì tranh giành dài ngắn nhất thời mà hắn muốn bước đến đỉnh cao nhất loại người qua đường này chỉ cần không làm phiền thì mặc kệ bọn họ rít gào bên cạnh khương nguyên hắn đạp cũng không thèm đạp thế nhưng cổ nhật đống thổ này lại cứ một mực cản trở bước tiến của khương nguyên một khi đã như vậy, ta cứ đạp ngươi rồi tiến bước là được. Khương Nguyên, Khương Nguyên, cứu phụ cổ nhật đống thổ trơ mắt nhìn Khương Nguyên bước vào nội vụ đường, cả người ông ta run rẩy, chán nổi gân xanh. Ánh tà dương chiếu vào hai bên tóc mai của ông ta, tất cả đã bạc trắng. Ông ta đúng là đã già rồi. Năm 20 tuổi bị thương ấy, ông ta đã già rồi. Khương Nguyên đến nội vụ đường, nộp rượu mật ong hoàng kim lên. Nam cổ sư trung niên phụ trách tiếp đãi vô cùng sừng sốt, cầm bút hỏi, vậy là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ ra sản rồi. Ông nói thử xem. Khương Nguyên hỏi ngược lại. Nam cổ sư trung niên lập tức nhíu mày, nhiệm vụ này chính là do ông ta cố ý lựa chọn, chuyên để làm khó Khương Nguyên, không ngờ Khương Nguyên lại hoàn thành nhanh như vậy. Ông ta nhìn Khương Nguyên, ánh mắt dữ dội, nghiêm túc nói, chàng trai trẻ, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp lại cái đó. Nếu mà ngươi không nói rõ, vậy thì sẽ liên lụy đến đánh giá của ngươi. Ta hỏi ngươi nhiệm vụ này là ngươi tự một mình hoàn thành sao ngươi phải nói thật chúng ta sẽ điều tra đương nhiên là tự một mình hoàn thành được ngươi nhớ cho kỹ nam cổ sư trung niên vừa ghi chép vừa cười lạnh trong lòng chỉ bằng vào một tên người mới như hắn làm sao có thể một thân một mình hoàn thành được nhiệm vụ như vậy nói láo như này gia tộc ắt sẽ cho người điều tra đến lúc đó thì phiền phức càng lớn ấy vậy mà khương nguyên lại nói tiếp nhưng mà tình huống có hơi đặc biệt ngày đó ta chẳng qua là đi để trinh sát thật không ngờ gặp được gấu rừng móc tổ ong. Ta nhân cơ hội nên lấy được rượu mật này. Cái gì? Nam cổ sư trung niên rừng bút, ngẩng đầu nhìn Khương Nguyên. Khương Nguyên nhún nhún vai, mỉm cười. Bằng không, ông nghĩ một mình ta làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Lại nói, vẫn là nhờ có ông chọn cho ta nhiệm vụ này. Nam cổ sư trung niên lập tức ngẩn người tại chỗ, tâm tình phức tạp khó mà nói bằng lời. Một lúc lâu sau, ông ta mới cười gượng hai tiếng, tiếp tục miệt mài ghi chép biên bản. Khương Nguyên dùng ánh mắt trầm tĩnh chăm chú nhìn người này, hắn biết rõ nhiệm vụ gia sản khó nhằn này hiển nhiên là công lao của nam cổ sư này. Đáng tiếc, mình đã hoàn thành nhiệm vụ này, cho dù là gia tộc sinh nghi mà đi kiểm chứng, Khương Nguyên cũng đã có sắp xếp tương ứng. Người này dù muốn ngăn cản nữa cũng không được. Cho dù là đích thân ông ta ra tay. Đây chính là chỗ bi ai của việc vào thể chế, thân phận trở thành gông cùm xiềng xích. Được rồi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có thể kế thừa gia sản. Chỉ có điều, những di sản của cha mẹ ngươi hiện giờ đều được cữu phụ cữu mẫu của ngươi quản lý. Nội vụ đường sẽ lấy về cho ngươi, ba ngày sau ngươi trở lại đi. Sau một lát, nam cổ sư trung niên nói. Khương Nguyên gật gật đầu, quy củ này hắn biết, nhưng hắn lại nhìn chằm chằm trang giấy mà nam cổ sư đang ghi chép, nói, dựa theo quy định của gia tộc. Biên bản nhiệm vụ của nội vụ đường cần phải được người hoàn thành xác nhận ngay tại chỗ xin hãy cho ta xem thử phần biên bản này một chút sắc mặt nam cổ sư hơi đổi không ngờ khương nguyên lại quen thuộc quy trình như vậy ông ta hừ một tiếng đưa biên bản ghi chép cho khương nguyên khương nguyên nhận lấy nhìn qua thì biên bản này không có chỗ nào không ổn lan man mấy trăm chữ sau cùng là đánh giá tốt hắn lập tức thấy rõ mức độ thân thiết của cổ sư này và cổ nhật đống thổ phần đánh giá này rất thẳng thắn có thể được cổ sư trung niên cũng không vì cổ nhật đống thổ mà vứt bỏ nguyên tắc nghề nghiệp sở dĩ ông ta trợ giúp cổ nhật đống thổ hẳn là chỉ vì giao hảo làm một cuộc giao dịch đó là loại lấy tiền của người giúp người tiêu trừ tai họa sau khi trả biên bản trong tay về lại cho cổ sư trung niên khương nguyên bèn rời khỏi nội vụ đường lúc ra cửa hắn đã không còn thấy bóng dáng cổ nhật đống thổ khương nguyên không khỏi cười lạnh sức ảnh hưởng của cổ nhật đống thổ còn chưa lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của nội vụ đường cho dù là tộc trưởng của Nhật Bác mà muốn làm như vậy thì cũng phải chống lại áp lực khổng lồ của nhóm gia lão, trả một cái giá đắt về mặt lợi ích chính trị. Trên địa cầu có câu, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Trong chốn giang hồ có quy củ, kỳ thực đó là một loại thể chế, một khi vào thể chế, bất cứ ai cũng là quân cờ, kìm hãm lẫn nhau, không thể tự do làm theo ý mình. Trừ phi sức mạnh của cá nhân có thể đạt đến mức chống lại được cả tổ chức, bằng không, gia nhập tổ chức rồi mà còn muốn tự do không gì ràng buộc, đúng là mơ mộng hão huyền. Nhờ vào sức mạnh của thể chế gia tộc, Khương Nguyên giành lại được gia sản đã là sự thật không thể nào đổi khác nữa. Đừng nói là cổ nhật đống thổ, ngay cả tộc trưởng cũng sẽ không vì một việc còn con này mà bỏ ra một cái giá lớn. Tại phòng đón khách, đống thổ lão ca, chuyện này ta thật sự là lực bất tòng tâm. Nam cổ sư trung niên đứng trước mặt cổ nhật đống thổ, than thở. Cổ nhật đống thổ mang vẻ mặt nặng nề ngồi ở ghế chủ vị, trầm mặc không nói thực sự không còn cách nào nữa sao? Bên cạnh, cữu mẫu hoảng hốt hỏi, giọng nói tràn đầy lo lắng và không cam lòng. Nam cổ sư trung niên chậm rãi lắc đầu, chuyện này đã định rồi, quy trình xử lý của nội vụ đường, trừ khi là hai đại gia lão đương quyền hoặc là tộc trưởng mới có thể ngăn cản được. Đống thổ lão ca, bản danh sách này của nội vụ đường ghi chép cặn kẽ về di sản, mời huynh trả lại toàn bộ thôi, đừng làm ta khó xử. Nói xong, ông ta đưa qua một bản danh sách trên danh sách ghi chép chi chít, lớn như bất động sản, nhỏ như cái bàn cái ghế, ngoài ra còn có cổ trùng cha mẹ Khương Nguyên để lại. Sau khi cổ sư chết trận, nếu như cổ trùng của bọn họ được thu về thì sẽ phải để lại cho người thừa kế của cổ sư với tư cách là di sản. Đây cũng là chính sách hàng đầu của gia tộc. Cửu mẫu vừa liếc qua danh sách thì thất thố mà hét ầm lên, chết tiệt, cậu không thể làm như vậy. Đây đều là đồ đạc của chúng tôi. Lão gia, ông không nói gì đi chứ, mau mau nghĩ cách. Không có những tài sản này thì nhà chúng ta còn cái gì? E rằng ngay cả zano cũng phải đuổi đi hơn một nửa, không thể nuôi nổi rồi. Dầm. Cữu phụ cổ nhật đống thổ bỗng nhiên đứng dậy, vung tay tát một cái, đánh cho cựu mẫu té từ trên chỗ ngồi xuống mặt đất. Ngươi ồn ào cái gì? Cữu phụ giận tím mặt, hồn hền nói, đồ không có kiến thức, quy củ gia tộc bày ra ở đây, ngươi tưởng không trả thì không trả sao. Vô chi, ngu xuẩn. Cữu mẫu dùng tay che mặt, lập tức tỉnh mộng bà ta tê liệt ngã xuống mặt đất, ngơ ngác nhìn trượng phu của mình. Hừ, cổ nhật đống thổ giật tờ danh sách, nghiến răng lật nhìn qua một lần. Đôi mắt ông ta đầy tia máu, thở hồn hển như trâu, căm tức nói, trả. Những thứ đồ đạc này ta sẽ trả, chắc chắc không thiếu món nào. Chỉ có điều. Gân xanh trên trán ông ta nảy lên, cơ mặt co rút, nét mặt dữ tợn, khương nguyên, ta không ngăn cản được nội vụ đường nhưng ta lại có thể đối phó ngươi đừng tưởng rằng ngươi lấy được gia sản thì mọi việc tốt đẹp. Ừ. Ba ngày sau, Khương Nguyên đi ra khỏi nội vụ đường, trong tay cầm một sấp khế ước mua bán nhà, khế ước đất đai, khế ước bán thân. Không ngờ, món di sản này lại hậu hĩnh như vậy. Hắn có phần sững sờ. Mặc dù Khương Nguyên đã hy vọng không nhỏ, thế nhưng sau khi lấy được món di sản này vào tay, nó vẫn thật ngoài dự liệu của hắn. Hơn 10 mẫu ruộng, 8 tên Zano, 3 lầu trúc, cùng với một quán rượu thảo nào cữu phụ làm khó dễ, nghĩ mọi cách ngăn cản ta như vậy. Khương Nguyên đã lý giải được hành động của cổ nhật đống thổ. Có món gia sản phong phú như vậy, cho dù là ở một thế giới như thế này cũng đủ để có thể cơm áo không lo. Hơn 10 mẫu ruộng đất, 8 gia nô, tạm thời không nhắc ba lầu trúc là bất động sản thì chỉ riêng việc cho thuê, tiền thuê mỗi tháng cũng có thể đủ cho việc tu hành của Khương Nguyên hiện giờ. Ngoài ra còn có một tử quán, phải biết rằng trong cả sơn trại cũng chỉ có 4 tử quán. Gia sản như vậy, nếu là ở trên địa cầu thì chính là có sẵn vài cái biệt thự, một cái cửa hàng rượu, là gia đình giàu có bao nuôi tôi tớ. Điều đáng nói là hoàn cảnh sống của thế giới này khắc nghiệt, sống còn cũng đã rất gian nan, sơn trại lại là chỗ an toàn nhất, do đó giá phòng còn đắt hơn trên địa cầu. Nghe nói ba đời trước của dòng họ Phương gia ta đã từng là một vị gia lão đương quyền, để lại cho con cháu rất nhiều gia sản. Ta có những gia sản này, đừng nói là bảy con cổ trùng, cho dù con số này tăng vọt gấp đôi cũng có thể nuôi nổi. Nhưng thứ quan trọng nhất cũng không phải những thứ gia sản đó, mà là gốc thảo cổ này. Lúc này một gốc thảo cổ đang lẳng lặng nằm trong ngực Khương Nguyên. Nó xinh xắn nhỏ nhắn, dễ cây xanh biếc, như dễ nhân sâm. Một vài dễ cây bán trong suốt, hệt như ngọc phỉ thúy. Chín phiến lá cây hình tròn xanh biêng biếc, xen kẽ nhau vây quanh dễ cây, tạo thành hình dáng như cái mâm tròn. Đây chính là cửu diệp sinh cơ thảo, cổ trùng nhị chuyển có tác dụng trị liệu. Nhưng nếu như chỉ là tác dụng trị liệu thông thường thì nó và sinh tức thảo cũng không có khác biệt gì quá lớn. Giá trị chân chính của nó ở chỗ, mỗi một cái lá của nó được hái xuống chính là một gốc sinh cơ diệp. Sinh cơ diệp cũng là một loại thảo cổ, cấp bậc nhất truyền, thuộc về loại hình cổ tiêu hao, dùng một lần sẽ biến mất. Nó còn có một khuyết điểm, chính là sau khi sử dụng một lá sinh cơ diệp chữa thương, trong vòng một giờ sau đó, dùng thêm những lá sinh cơ diệp khác sẽ không còn hiệu quả. Thế nhưng, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nó dễ dàng luyện hóa, trị liệu nhanh chớp nhoáng, dễ nuôi dưỡng, là thủ đoạn trị liệu được cổ sư nhị chuyển hoanh ngây nhất. Mỗi một tiểu tổ chỉ có một cổ sư trị liệu. Đôi khi có nhiều tổ viên bị thương cùng lúc, vậy thì làm sao một tên cổ sư trị liệu chăm sóc hết được? Nếu như cổ sư trị liệu hy sinh đầu tiên, hoặc là cổ sư trị liệu bị lạc mất, vậy nên làm sao đây? Cho nên, các cổ sư thường tự chuẩn bị sẵn một vài thủ đoạn trị liệu, sinh cơ diệp chính là một loại cơ bản nhất, hiệu quả nhất trong đó. Về cơ bản, Cổ sư đi lại ở bên ngoài đều sẽ chuẩn bị sẵn một hai lá. Sau khi ta luyện hóa Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo, mỗi một phiến lá cây được hái xuống chính là một mảnh sinh cơ diệp. Ta sử dụng chân nguyên rót vào trong sinh cơ thảo là có thể làm cho nó sinh trưởng, mọc ra lá mới. Có thể nói, Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo này chính là một cái mỏ vàng di động, là di sản quan trọng nhất, không gì sánh được. Nắm giữ Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo chính là nắm giữ một con đầu mối buôn bán. Thế giới này, hoàn cảnh sinh tồn vô cùng khắc nghiệt cổ sư ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nào có chuyện không bị thương. Nhu cầu đối với sinh cơ diệp vẫn luôn kéo dài không ngừng. Thảo nào cổ nhật đống thổ được gọi là ẩn gia lão, tuy rằng những năm gần đây ông ta thoái ẩn thế nhưng vẫn có sức ảnh hưởng như trước. Thì ra nguyên do bắt nguồn từ gốc cửu diệp sinh cơ thảo này. Các cổ sư cần sinh cơ diệp, mà cổ nhật đống thổ buôn bán sinh cơ diệp, có quan hệ như vậy làm cho sức ảnh hưởng của cữu phụ vẫn luôn được duy trì. Khương Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cũng là nhờ ở thế giới này, quan niệm giá trị về tình thân gia tộc đã được đề cao đến một cao độ toàn mới chế ước được cữu phụ cữu mẫu bằng không nếu là trên địa cầu với thứ lợi ích lớn như vậy ta và khương chính đã sớm bị bọn họ ám sát không ổn xem ra kế tiếp còn có phiền phức cữu phụ cữu mẫu tuyệt đối không chịu cứ như vậy mà dừng tay nhưng mà hiện tại ta đã trưởng thành có tu vi nhị chuyển bọn họ muốn đối phó ta cũng phải chú ý đến tộc quy nhất định bó tay bó chân hừ mặc kệ là thủ đoạn gì cứ đến thử xem. Binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, ta tiếp hết. Khương Nguyên bước đi trên đường cái, ánh mắt nhấp nháy ánh sáng vô chừng. Một cơn gió đông thổi đến, lạnh lẽo lướt qua gương mặt hắn. Từ bây giờ đến mùa xuân còn rất lâu, thế nhưng Khương Nguyên lại biết, hắn đã nganh đón mùa xuân của cuộc đời. Tử quán cũng không lớn nhưng vị trí tốt, nằm ở phía đông của sơn trại, sát bên cạnh cổng đông sơn trại. Cổng phía đông và cổng phía bắc là hai cổng trại có lưu lượng người lớn nhất. Do đó mỗi khi sau giờ ngọ hoặc là trạng vạng, việc buôn của tử quán cũng không tồi. Thiếu chủ nhân, mời ngài ngồi." Một lão già cúi đầu khom lưng với Khương Nguyên. Mấy tên tiểu nhị lau lau bàn ghế, tươi cười lấy lòng, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Khương Nguyên lắc đầu, cũng không ngồi xuống mà tùy ý dạo bước trong tử quán, đánh giá xung quanh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đây đã là tử quán của ta rồi. Tử quán này chỉ có một tầng nhưng có một hầm rượu ngầm. Trên sàn lót gạch màu xanh có 8 cái bàn vuông, hai cái dựa vào tường, sau cái bàn còn lại thì đều có 4 băng ghế dài xếp xung quanh. Bước vào tử quán là có thể thấy một quầy hàng dài màu nâu sẫm, trên quầy bày giấy và bút mực, và cả bàn tính. Sau quầy chính là tủ rượu, trên đó bày những vò rượu lớn lớn nhỏ nhỏ, có khi là vò rượu lớn gốm đen, có khi là bình rượu bằng sứ sáng bóng. Khương Nguyên tùy ý bước đi, lão già nọ và mấy tên tiểu nhị đương nhiên cũng không dám ngồi xuống, cả bọn nhắm mắt theo sát phía sau. Bọn họ đều thấp thỏm bất an, tin tức từ quán đổi chủ này đến quá đột nhiên. Chủ nhân cổ nhật đống thổ trước đó khôn khéo như ma quỷ, hà khắc cay nghiệt, bọn họ bị bắt ép đến nghẹt thở. Thiếu niên trước mắt này lại có thể đoạt lấy quán rượu từ trong tay cổ nhật đống thổ, thủ đoạn này thật quá gây gớm. Cho nên ánh mắt đám người này nhìn Khương Nguyên mang theo bất an và cả sợ hãi. Khương Nguyên bỗng nhiên dừng bước lại, không tệ, nhưng cửa hàng có hơi nhỏ một chút. Lão già liền vội vàng tiến lên, không người đáp, là như vậy thiếu chủ nhân mùa hè hàng năm chúng tôi sẽ dựng lều ở ngoài cửa bày thêm vài cái bàn ghế nhưng bây giờ gió đông lạnh thấu xương dựng lều cũng không ai ngồi cho nên đã dỡ xuống khương nguyên hơi nghiêng người liếc nhìn qua lão già này ngươi chính là trưởng quỹ sao lão già khom lưng thấp hơn càng thêm kính cẩn nói không dám nhận không dám nhận thiếu chủ nhân tử quán này là của ngài ngài chỉ định ai làm trưởng quỹ thì người đó chính là trưởng quỹ khương nguyên gật gật đầu lại liếc nhìn các tiểu nhị thoạt nhìn đám này đều có phần lanh lợi làm được việc nếu như ở trên địa cầu hắn sẽ phải lo lắng không yên trưởng quỹ và đám tiểu nhị kết bè lừa gạt một chủ nhân như hắn thế nhưng ở thế giới này cổ sư cao cao tại thượng giết chết phàm nhân chỉ trong một ý niệm cho dù cữu phụ cữu mẫu xúi dục sai khiến những phàm nhân cũng tuyệt đối không dám chống lại khương nguyên được rồi đi lấy sổ sách đến đây thêm cho ta một bình trà khương nguyên ngồi xuống vâng thiếu chủ nhân trưởng quỹ và tiểu nhị dối ren một trận. Sổ sách có chừng 16 quyển, mỗi quyển đều làm bằng giấy trúc, mang màu xanh nhạt nhạt. Khi cầm trong tay, những quyển sổ này giòn cứng hơn giấy tuyên thành rất nhiều, thích hợp với khí hậu ẩm ướt như ở Nam Cương này. Khương Nguyên tiện tay lấy ra vài quyển, xem sơ qua vài chỗ, hỏi một vài vấn đề. Trưởng quỹ vội vàng trả lời, không lâu sau, mồ hôi đổ đầy đầu. Kiếp trước Khương Nguyên sáng lập ra huyết dực ma giáo, giáo chúng hơn 10 vạn, tất nhiên là kinh nghiệm phong phú, ánh mắt lão luyện. Những thứ sổ sách này, người khác có thể xem không hiểu, hoa cả mắt, nhưng trong mắt hắn, những điểm đáng nghi đều rõ mồn một đến từng chân tơ kẽ tóc. Từ quán này xếp sau cửu diệp sinh cơ thảo là khoản thu nhập đứng thứ hai, đương nhiên Khương Nguyên phải nắm cho chắc. Vấn đề trên sổ sách này cũng không lớn, thuộc về một vài sai sót nhỏ, những phàm nhân này còn chưa dám làm càn. Chẳng qua là khi Khương Nguyên lật đến trang cuối cùng, phát hiện thu nhập vào sổ tháng này đều đã bị cổ nhật đống thổ lấy đi. Thiếu chủ nhân, đây là vị chủ nhân trước kia tự mình đến lấy, chúng tiểu nhân cũng không dám chống lại. Trưởng quỹ vừa trả lời vừa lau mồ hôi, cơ thể già cỗi của lão run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Khương Nguyên im lặng không nói, nhẹ nhàng đặt sổ sách lên bàn, liếc nhìn trưởng quỹ. Trưởng quỹ lập tức cảm nhận được một áp lực khổng lồ, quả thực là giống như một ngọn núi đè xuống. Lão kinh hồn bạt vía, phịch một tiếng quỳ xuống trên đất nhìn thấy trưởng quỹ quỳ xuống mấy tên tiểu nhị cũng rất khôn lanh tất cả đều quỳ xuống khương nguyên bình thản ngồi đó rời ánh mắt mà liếc nhìn bọn họ bọn tiểu nhị bỗng cảm thấy mình như đang ở nơi trời băng đất tuyết không thể nào chống lại được khí thế của khương nguyên cả bọn câm như hến đối với những phàm nhân như bọn họ công việc ở tử quán này không chỉ ổn định mà còn an toàn là công việc lý tưởng hơn hết cho nên bọn họ cũng không muốn mất việc khương nguyên thấy hiệu quả lập uy đã được rồi tốt quá hóa dở Do đó hắn thông thả mở miệng, chuyện đã qua thì coi như xong, ta không so đo nữa. Ta đã xem qua sổ sách, tiền công của các ngươi có hơi thấp. Sau này tiền công tiểu nhị tăng lên hai thành, của trưởng quỹ tăng lên 4 thành. Làm việc cho tốt, các ngươi cũng sẽ có phần. Nói xong, Khương Nguyên đứng dậy, đi về phía cửa. Cả bọn quỳ trên mặt đất, ngẩn người ra một lát rồi mới hiểu ra, nước mắt tuôn trào ràn rụi trên gương mặt. Cảm tạ đại ân đại đức của thiếu chủ nhân. Thiếu chủ nhân nhân từ khoan dung, chúng tiểu nhân nhất định làm việc hết sức. Thiếu chủ nhân, ngài chính là phụ mẫu tái sinh của chúng tôi, ngài đi thong thả. Phía sau hắn vang lên tiếng đám người cảm động đến rơi nước mắt, còn có tiếng dập đầu liên tiếp, chán đập vào trên nền gạch xanh. Ân uy cùng ban, bất kể là ở thế giới nào, đó đều là phương pháp tốt nhất của kẻ bề trên dùng khống chế người dưới. Trong đó, uy mới là nền tảng. Dưới uy nghiêm cao cao, bất kỳ ân huệ nhỏ nhoi nào cũng được phóng đại lên ngàn vạn lần. Thi ân mà không có uy thì chỉ nhận được một cái danh hào thối nát, thậm chí dần dần. Cái thi ân này không còn đưa đến cảm kích nào nữa, mà ngược lại sẽ khiến người khác nổi lòng tham và mang đến tai họa. Nhưng mà những thủ đoạn khống chế kẻ khác như vậy chỉ là tiểu đạo. Nếu như là trên địa cầu thì sẽ được người đời tôn sùng, nhưng ở đây chỉ có đề cao sức mạnh bản thân mới là đại đạo. Không, cho dù là trên địa cầu thì cũng là sức mạnh đứng thứ nhất. Khương Nguyên không khỏi nghĩ đến Hồng Triều Xích Tổ. Năm đó Xích Tổ cũng trải qua một phen gian lao, cuối cùng thu được một kết luận từ trong báng súng sinh ra chính quyền. Đây chính là chân lý trần trụi, nền tảng của bất cứ một chính quyền nào đều là sức mạnh. Điều mà họ gọi là quyền lợi chẳng qua là phụ kiện mà thôi. Trong thực tế, không chỉ quyền lợi, của cải và mỹ sắc cũng thứ diễn sinh ra từ sức mạnh. Rời khỏi quán rượu này, Khương Nguyên lại đi đến ba chỗ lầu trúc. Ba lầu trúc này đều được cữu phụ cữu mẫu cho thuê, gần như đều đã chật cứng người. Thế giới này rất coi trọng việc sinh đẻ, nhân khẩu càng ngày càng khổng lồ, không gian trong sơn trại cũng bắt đầu có vẻ chật hẹp. Trong gia tộc, mọi nhà đều theo chế độ con trai cả kế thừa, những con trai con gái khác phải tự lực cánh sinh. Nhiều người, cho dù là dựa vào chính sách gia tộc mà được chia một chút gia sản ít ỏi, vất vả bôn ba ở bên ngoài nhưng sau cùng tích góp cả đời cũng không đủ mua một căn lầu trúc. Thứ nhất, nuôi cổ tiêu hao quá nhiều, thứ hai, không gian trong sơn trại có hạn, giá phòng đắt đỏ. Dĩ nhiên bên ngoài sơn trại cũng có thể tự ý xây dựng phòng ốc, nhưng việc đó rất nguy hiểm, lúc nào cũng sẽ có giã thú rắn độc qua lại, xông vào nhà dân. Nhất là mỗi lần thú chiều quét qua, bất kể là phòng ốc gì bên ngoài trại đều bị phá hủy. Mở rộng sơn trại là con đường giải quyết duy nhất. Thế nhưng một khi mở rộng, những chỗ cần phòng ngự cũng nhiều ra, thú chiều mà kéo đến, với lực lượng của sơn trại thì hoàn toàn không chống lại nổi. Và lại, khi chỗ ở lớn hơn mà có cổ sư của sơn trại khác lẻn vào, Vậy thì cũng khó lục soát vào cảnh giới. Trong lịch sử, Cổ Nhật Sơn trại có vài lần mở rộng nhưng đều bị thú triều phá hoại. Sau khi rút kinh nghiệm, sơn trại hiện tại đã ở vào quy mô lớn nhất có thể. Khương Nguyên nhìn sơ qua một lần, sau khi nghe ngóng tình hình một chút thì đã hiểu rõ. Ba căn lầu trúc này đều được cữu phụ cữu mẫu kinh doanh rất khá, tiền thuê cũng được điều chỉnh ở mức có lợi nhất, cứ dứt khoát phát triển theo như vậy. Hắn tính ra Tiền mà ba căn lầu trúc này mang đến cho hắn tuy không nhiều hơn chỗ tử quán nhưng cũng không trình lệch bao nhiêu. Tình hình tổng thể hiện giờ còn lạc quan hơn rất nhiều so với suy đoán trước kia của Khương Nguyên. Chỉ mới ngày hôm trước hắn vẫn chỉ là một tên tiểu tử nghèo túng với hai bàn tay trắng, nguyên thạch trên người chưa đến năm khối. Nhưng hôm nay, hắn lại bỗng chốc trèo lên hàng ngũ tiểu phú hào trong tộc. Nữ khách trọ của những phòng cho thuê này đều là những nữ cổ sư nhị chuyển khốn khó lưu lạc. Sau khi biết được thân phận của Khương Nguyên, ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang ý quyến rũ. Chỉ cần có thể trèo lên Khương Nguyên, gả cho Khương Nguyên thì từ nay về sau, những nữ cổ sư này sẽ trải qua một cuộc sống yên ổn, không cần bôn ba, bất chấp nguy hiểm tử vong ở bên ngoài nữa. Cuộc sống như thế chính là thứ mà bọn họ vẫn luôn theo đuổi, ra sức phấn đấu đạt được. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần Khương Nguyên bằng lòng, hắn thậm chí có thể lập tức thoái ẩn, trải qua cuộc sống giàu có hưởng thụ mà cữu phụ từng có mà hắn ngoắc ngoắc ngón tay là sẽ có thật nhiều nữ cổ sư chen chúc nhau mà đến. Nhưng tất cả đều không phải thứ ta mong muốn. Khương Nguyên đứng ở tầng hai lầu trúc. Mặc cho những ánh mắt nóng hừng hực của các nữ cổ sư chiếu lên người mình, hắn cao mày, tay vịn lan can, nhìn về phía xa. Từ lúc sống lại đến nay, ta như lục bình không dễ, trôi giạt theo cơn sóng. Đến bây giờ, ta đã dốc hết lòng hết sức, gia sản này cũng có thể gọi là một cơ nghiệp, coi như là tự lập thành công, đứng vững gót chân kế tiếp chính là khai thác ra truyền thừa của túy tử quyết trí tự cường tu hành đến tam truyền, lang bạt thiên hạ trong đôi tròng mắt đen thẳm của khương nguyên bùng cháy ngọn lửa núi thanh mao chẳng là chỉ là một ngọn núi trong thập vạn đại sơn vùng nam cương mà nam cương cũng chỉ là một góc trong thiên hạ quá nhỏ quá nhỏ một nơi như thế này làm sao có thể chở được dã tâm bừng bừng của hắn một chút ít gia sản này thứ mà người khác tranh giành đến đầu rơi máu chảy mong nhớ ngày đêm này so với dã tâm của hắn thật nhỏ bé giống như một hạt bụi. Ca ca, ngươi xuống đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Không biết từ lúc nào, cổ nhật Khương Chính đã đi đến bên dưới lầu trúc, ngửa đầu quát gọi Khương Nguyên. Sao? Khương Nguyên bị cắt đứt dòng suy nghĩ, nét mặt lạnh lùng nhìn Khương Chính đang ở bên dưới. Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Đệ đệ Khương Chính đứng bên dưới, chìm trong cái bóng của một căn lầu trúc khác, gương mặt ngẩng lên đang cau mày, đôi mắt lóe sáng ca ca khương nguyên đứng phía trên tắm mình trong ánh mặt trời dưới mi mắt rũ xuống con ngươi tối đen tựa bóng đêm hai khuôn mặt giống hệt nhau phản chiếu lẫn nhau trong đôi con ngươi cũng giống hệt đối với sự xuất hiện của đệ đệ khương nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ khương chính chính là một thứ vũ khí sắc bén mà cữu phụ cữu mẫu dùng để tranh đoạt gia sản nhưng mà như vậy thì sao khương nguyên cao cao mà đứng phía trên mắt nhìn xuống khương chính trong lòng lại khay khẽ cảm thán tư chất loại giáp thì sao đến cùng cũng chỉ là một con cờ thực là nhỏ nhoi cuối cùng khương nguyên không đi xuống lầu đệ đệ cũng không chủ động bước lên sự kiên quyết của hai bên khoảng cách giữa trên và dưới lầu dường như cũng thể hiện ngăn cách càng ngày càng lớn giữa hai huynh đệ bọn họ nói chuyện với nhau cũng không vui vẻ gì ca ca ngươi thật là quá đáng không ngờ ngươi là người như vậy đứng dưới lầu khương chính nhíu mày lớn tiếng quát tháo khương nguyên lại không tức giận ngược lại còn khẽ cười ha ta là người như thế nào? Kaka, khương chính thở dài một hơi. Sau khi cha mẹ chết, cữu phụ cữu mẫu nhận nuôi chúng ta. bọn họ có công ơn nuôi dưỡng với chúng ta. Không ngờ ngươi lại chẳng hề niệm tình cũ, lấy oán trả ơn. Kaka, lòng dạ của ngươi làm bằng sắt đá hay sao? Nói đến đây, giọng nói khương chính cũng đã hơi run rẩy. Thật là lạ lùng, những thứ gia sản này vốn là của ta, có cái gì gọi là lấy oán trả ơn đây? Khương nguyên thản nhiên phản bác lại một câu. Khương Chính nghiến răng, gật đầu thừa nhận, phải, ta biết, những thứ gia sản này là cha mẹ để lại. Thế nhưng ngươi cũng không thể lấy đi hết tất cả, dù sao cũng phải để lại một ít cho cữu phụ cữu mẫu dưỡng lão chứ. Ngươi làm như vậy thật khiến người ta lòng dạ rét lạnh, khiến người ta kinh thường ngươi. Ngừng lại một lát, hắn tiếp tục nói, ngươi có thử về nhà nhìn xem hay không, nhìn hai người già cả bọn họ bây giờ sống thế nào. Hiện tại ngay cả Giano cũng đã giảm hơn một nửa, không nuôi nổi rồi. Kaka, Sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy?" Khương Chính đỏ hoe hai mắt, siết chặt hai nắm đấm, lớn tiếng chất vấn Khương Nguyên. Khương Nguyên không khỏi cười lạnh, hắn biết rõ những năm gần đây cữu phụ cữu mẫu quản lý những gia sản này, chắc hẳn đã tích góp được một khoản tiền của lớn. Cho dù là không có thì chỉ bằng vào thu nhập tháng cuối của quán rượu cũng đủ để nuôi được một vài gia nô này. Sở dĩ bọn họ than nghèo như thế này chẳng qua là để xúi dục Khương Chính đến đây gây chuyện mà thôi. Khương Nguyên dùng ánh mắt đánh giá Khương Chính, nói thẳng: Đệ đệ đáng yêu của ta, nếu như ta khăng khăng không trả, vậy thì ngươi định làm sao đây? Tuy rằng ngươi cũng 16 tuổi nhưng đừng quên, ngươi đã nhận hai người bọn họ làm cha mẹ. Ngươi đã mất đi tư cách thừa kế gia sản rồi. Ta biết, đôi mắt khương chính sáng rực, cho nên ta tìm ngươi để đấu cổ. Ta muốn hạ chiến thư với ngươi, quyết thắng bại trên lôi đài. Nếu như ta thắng, mời ngươi trả lại một phần gia sản cho hai người già bọn họ. Đấu cổ ở thế giới này cũng tương đồng luận võ trong trốn võ lâm ở địa cầu giữa những tộc nhân nếu có mâu thuẫn không thể hòa giải thì sẽ dùng phương pháp này để giải quyết đấu cổ cũng chia ra làm rất nhiều loại có đơn đấu song đấu có văn đấu võ đấu còn có sinh tử đấu đương nhiên nếu giữa khương nguyên và khương chính muốn đấu cổ thì cũng không nghiêm trọng đến mức sinh tử đấu nhìn đệ đệ với dáng vẻ kiên quyết bên dưới lầu khương nguyên bỗng nhiên nở nụ cười xem ra trước khi đi cữu phụ cữu mẫu đã cố ý dặn dò ngươi rồi nhỉ nhưng mà với tư cách là bại tướng dưới tay ta ngươi có lòng tin thắng được ta sao khương chính nheo mắt không khỏi nghĩa đến tình cảnh nhục nhã trên lôi đài trước đó không lâu từ sau hôm đó mỗi lần nhớ lại trong lòng hắn đều dâng trào phẫn nộ sự phẫn nộ đối với khương nguyên cũng là sự phẫn nộ đối với bản thân hắn hận mình không nên thân lúc chiến đấu thì hoảng loạn trên thực tế trong trận đấu đó hắn đã phát huy thất thường bị khương nguyên lấn át khí thế đến thời khắc cuối cùng mới nghĩ đến việc dùng ngọc bì cổ sau cùng hắn bị đánh bại vô cùng đột ngột cũng vô cùng uất ức. Sự tự hận mình này của Khương Chính biến thành vô cùng không cam tâm. Vì vậy hắn không thể không có ý nghĩ như thế này, nếu có thể làm lại lần nữa, ta nhất định có thể thể hiện thật tốt, đánh bại ca ca. Cho nên, khi cữu phụ cữu mẫu khóc lóc kể lể với hắn, Khương Chính ngoài việc muốn thay hai người đòi lại một phần gia sản ra, thì hắn còn muốn được tỉ thí một lần nữa với Khương Nguyên ngay trước mặt mọi người, một lần nữa chứng minh ý nghĩa của bản thân. Lúc này đã không còn giống như ngày trước nữa, ta ca khương chính nhì khương nguyên ý chí chiến đấu trong mắt như lửa cháy hưng hực thiêu đốt lần trước ta phát huy thất thường để cho người đắc thắng nhưng lúc này đây ta đã thành công hợp luyện ra cổ trùng nhị chuyển nguyệt nghe thường ngươi không thể nào đột phá phòng ngự của ta được nữa vừa dứt lời xung quanh hắn liền hiện ra một màn sương mù mông lung màu lam nhạt sương mù bao quanh lấy hắn bên trong dần dần cô đọng lại thành một giải lụa dài bồng bình giải lụa ôm chọn một vòng quanh thắt lưng quấn lên hai cánh tay của hắn Đoạn giữa của giải lụa bồng bềnh trên cao sau đầu hắn, làm cho Khương Chính tỏa ra một loại tiên khí bay bổng thần bí. Quả đúng là Nguyệt Nghê Thường, thực là ngu xuẩn, lại còn trực tiếp để lộ ra át chủ bài như vậy. Khương Nguyên đứng trên lầu cao, nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt lóe lên. Nguyệt Nghê Thường là cổ trùng nhị giai loại phòng ngự. Mặc dù ở mặt phòng ngự, Nguyệt Nghê Thường kém một bậc so với với Bạch Ngọc Cổ, nhưng nó lại có thể trợ giúp năng phòng ngự cho những người khác. Khi tác chiến theo tiểu tổ, nó sẽ đóng góp rất lớn cho cả đội khương chính có con cổ này quả thật khương nguyên không thể lại dùng hai nắm đấm đánh vỡ phòng ngự của hắn được nữa nắm đấm đấm vào nó cũng giống như đấm trúng một lớp bông dày hoàn toàn mất đi lực bộc phát cho dù là dùng nguyệt quang cổ cũng không được trừ phi là nguyệt mang cổ cho nên nếu khương chính thật sự hạ chiến thư ước chiến đấu cổ với khương nguyên thì dựa theo tộc quy khương nguyên buộc phải tiếp nhận mà dưới tình huống không thể để lộ bạch ngọc cổ khương nguyên không nói chừng phải thua thật dù sao tư chất loại giáp vẫn là loại giáp hơn nữa được tộc trưởng dốc lòng bồi dưỡng khương chính trưởng thành rất nhanh nếu như nói khi ở học đường khương nguyên đã gây áp lực cho khương chính thì hôm nay không thể không thừa nhận khương chính đã từng bước hiển lộ hào quang thiên tài dần dần sinh ra uy hiếp với khương nguyên thế nhưng ngươi nghĩ rằng ta không đoán trước được sao khương nguyên nhìn đệ đệ bên dưới lầu khóe miệng hơi nhếch lên hắn nói với khương chính đệ đệ cố chấp của ta ngươi đương nhiên có thể đòi ước đấu với ta thế nhưng mà ngươi đã hỏi ý kiến các thành viên trong tổ của ngươi chưa? Nếu như trong lúc ước đấu, tiểu tổ của ngươi đúng lúc muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vậy ngươi nên lựa chọn thế nào đây? Khương Chính nhất thời sửng sốt, hắn quả thực không nghĩ đến phương diện này. Hắn không thể không thừa nhận ca ca Khương Nguyên nói rất có lý. Tiểu tổ tất nhiên phải cùng lúc hoạt động, nếu tổ viên muốn hành động một mình thì trước đó phải báo lên. Cho nên, ngươi không ngại cứ trở lại trước, tìm tổ trưởng cổ nhật thanh thư của ngươi rồi nói một chút về tình hình bên này. Ta ở tử quán cổng phía đông chờ các ngươi." Khương Nguyên nói. Khương Chính hơi do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói, "Ca ca, ta đi ngay đây. Nhưng mà ta cũng nói ngươi biết, kê sách kéo dài thời gian cũng không có ích gì." Khương Chính đi đến nơi ở của Cổ Nhật Thanh Thư, tự có Zano nô dẫn hắn vào cửa. Cổ Nhật Thanh Thư đang luyện tập dùng cổ, bóng hình của hắn chuyển động qua lại trên diễn võ trường trong đình viện nhà mình, vô cùng mạnh mẽ. Thanh đằng cổ, hắn quát lên, trong lòng bàn tay phải mọc lên một cành cây nhỏ xanh biếc. Cành cây dài đến 15 thước, được Thanh Thư thuận thế nắm trong tay, sử dụng như một cây roi mà vung, chém, vẩy, quất. Phịch phịch phịch. Bóng roi tung hoành, quất xuống mặt đất, quất cho từng viên đá xanh bên dưới nứt ra. Tùng châm cổ, hắn bỗng nhiên thu cây roi lại, sau đó hất mái tóc dài màu xanh. Ngay lập tức, từ trong mái tóc dài tán loạn phù phù bắn ra một cơn mưa lá thông dày đặc một nhóm lá thông đánh vào trên một người gỗ cách đó không xa xuyên thủng toàn thân nó tạo thành những lỗ kim chi chít nguyệt toàn cổ ngay sau đó tay trái hắn dựng thẳng một ấn ký trăng non màu xanh nơi lòng bàn tay bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu dàng thanh thư vung tay một mảnh nguyệt nhận màu xanh lục bị vung ra bên ngoài không giống với công kích đường thẳng của nguyệt nhận thông thường phiến nguyệt nhận màu xanh này có độ cong lớn hơn khi bay trên không trung nó vạch ra thành một đường cong hoàng nghèo không thể nghi ngờ điều này càng khiến cho địch nhân khó lòng phòng ngự hơn thanh thư tiền bối không hổ là đệ nhất nhân trong cổ sư nhị chuyển ở sơn trại chúng ta dưới công kích như vậy chỉ mười hô hấp thôi ta cũng không thể chống lại nổi thật là quá mạnh khương chính nhìn đến trợn mắt hốc mồm trong lúc nhất thời hắn cũng quên mất mục đích mình đến nơi này a à, khương chính sao cậu lại đến đây vừa mới kết thúc một nhiệm vụ cậu phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn làm việc kết hợp với nghỉ ngơi Cổ Nhật Thanh Thư phát giác ra Khương Chính thì đứng lại, cười ôn hòa. Thanh Thư tiền bối, Khương Chính cung kính thi lễ với hắn. Sự cung kính này phát ra từ trong nội tâm Khương Chính. Vì từ lúc vào tổ đến nay, Khương Chính được Thanh Thư chăm sóc chu đáo, trong mắt Khương Chính, Thanh Thư chính là ca ca của hắn. Khương Chính, xem ra cậu có chuyện muốn tìm ta. Thanh Thư vừa cầm khăn vải lau mồ hôi chán vừa cười híp mắt đi qua. Là như vậy, Khương Chính nói rõ mục đích lúc đến cùng với mọi ngọn nguồn của chuyện này. Thanh thư nghe xong, chân mày nhướng lên, trên thực tế, hắn đã nghe ngóng rất nhiều về Khương Nguyên, so với Khương Chính, hắn càng cảm thấy hứng thú với Khương Nguyên hơn. Cũng không ngại đến gặp cậu ta một lần. Nghĩ đến đây, cổ nhật Thanh thư hơi gật đầu, đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với ca ca của cậu. Nếu như vậy, chúng ta cùng đi đi. Khương Chính mừng rỡ, cảm ơn tiền bối. Ha ha, cảm ơn cái gì? chúng ta cùng một tổ mà thanh thư vỗ vỗ vai khương chính khương chính lập tức cảm thấy như một dòng nước ấm đang chảy qua trong lòng vành mắt không khỏi ửng đỏ hai người đi đến cửa tử quán thì đã có tiểu nhị sớm ra đón dẫn hai người vào bên trong trên cái bàn vuông kê sát cửa sổ bày vài đĩa thức ăn nhỏ hai cái ly một vò rượu khương nguyên ngồi ở một bên vừa nhìn thấy cổ nhật thanh thư hắn mỉm cười đưa tay ra hiệu mời ngồi cổ nhật thanh thư gật đầu nhẹ với khương nguyên rồi ngồi xuống lại nói với Khương Chính, Khương Chính, cậu cứ đi dạo ở đâu đó một lát đi. Ta nói chuyện một chút với ca ca của cậu. Hắn là một người thông minh, nhìn thấy chỉ có hai ly rượu thì đã biết Khương Nguyên muốn nói chuyện với một mình mình. Mà thực ra thì hắn cũng đang có ý đó. Khương Chính vâng một tiếng, đành phải không cam tâm tình nguyện mà đi ra ngoài. Ta hiểu rõ cậu, Khương Nguyên. Thanh Thư mỉm cười, tựa như rất quen thuộc mà mở vò rượu ra, rót cho Khương Nguyên một chén rồi lại rót cho bản thân một chén cậu rất thú vị là một người thông minh tiếp đó hắn nâng chén rượu lên hướng về phía khương nguyên khương nguyên cười ha ha một tiếng cũng nâng chén tương kính hai người cùng lúc uống một hơi cạn sạch thanh thư lại rót rượu cho khương nguyên cũng lại rót cho mình một chén nữa hắn vừa rót vừa nói đã là nói chuyện với người thông minh thì ta cũng không quanh co ta nói thẳng ta muốn mua tử trùng của cậu không biết cậu muốn bán bao nhiêu Hắn không hỏi Khương Nguyên muốn bán tử trùng hay không mà là hỏi thẳng không biết muốn bán bao nhiêu, điều này cho thấy một sự tự tin mãnh liệt. Hắn là đệ nhất nhân trong cổ sư nhị truyền, tuổi còn trẻ, tu vi đạt đến nhị truyền đỉnh phong, đạp những nhị truyền cao dai như xích sơn và mặc nhan dưới chân. Hắn vừa đến thì đã đảo khách thành chủ, rót rượu, mời rượu Khương Nguyên, chiếm thế chủ động. Sự tự tin của hắn phối hợp với nụ cười ấm áp tạo thành một khí chất đặc biệt, không hùng hổ dọa người, không khiến người ta phản cảm, nhưng lại khiến người ta nhận thấy được sự vững vàng của hắn. Dưới ánh mặt trời mùa đông chiếu xuyên qua khung cửa sổ, mái tóc dài xanh cùng với gương mặt trắng trẻo, đường nét nhu hòa này của hắn làm cho Khương Nguyên không khỏi liên tưởng đến khung cảnh mùa xuân tươi đẹp. Đúng là một người kiệt xuất, nhưng thật đáng tiếc, Khương Nguyên thầm nghĩ. Hắn nhẹ thở dài, cũng không hề để ý chuyện thanh thư đảo khách thành chủ mà lại có một chút tán thưởng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn quan tâm đến bể cá mini có thể tham quan gian hàng shopee của mình nhé